Chào mừng anh em đã quay trở lại với cái video. Trong video ngày hôm nay, mình sẽ chia sẻ cho mọi người một cái cách để chúng ta ở chung cư thì chúng ta có thể lắp những cái máy lọc nước để chúng ta đỡ phải đi lấy nước lọc. Và cái chất lượng máy thì nó cũng tương đối là khá là tuyệt vời, không quá hoàn hảo như những máy lọc nước giá trị cao, nhưng nó là những cái chiếc máy lọc nước ở mức độ phổ thông mọi người nhé. Thì ở tất cả các chậu rửa các thứ ở người ta đã thiết kế theo cái mô hình phổ thông, thì gồm sẽ có một cái lỗ ở đây. Một là chúng ta sẽ gắn dầu rửa chén, hai là chúng ta có thể gắn vòi lọc nước. Đây, vòi này mình vừa mới gắn xong. Thì trong quy trình lắp máy và order máy, đặt máy thì mình đã lắp xong một chiếc máy, đó là chúng ta sử dụng nước sạch. Thì mình sẽ ưu tiên sang một cái dòng máy, đó là máy lọc nước giờ UF, máy mỏng lọc nước UF của nhà phân phối HomeKit. Đó, thì chiếc máy này họ cung cấp cho chúng ta rất là nhiều những cái giấy tờ, nếu như rất là nhiều những cái phụ kiện. Nếu như chúng ta order, chúng ta mua về tự lắp thì nó sẽ rất là rẻ so với chúng ta mua về có người lắp trực tiếp, nó sẽ cao hơn một chút. Tất nhiên là cũng không quá nhiều, nó cũng sẽ cao hơn khoảng vài trăm nghìn tiền công của người ta. Đó, thì cái video hôm nay mình chia sẻ cho mọi người để chúng ta có thể chúng ta làm được một chiếc máy lọc để chúng ta đỡ phải mua bình nước lọc nhé. Hoặc là ấy, nhưng mà chi phí thì cho một chiếc máy này nó cũng không hề rẻ đâu mọi người nhá, tận 2,5 triệu cơ mọi người. 2,5 triệu là chiếc máy không, đó, chưa kèm bao gồm công lắp đặt hay cái gì hết. Đó, thì như hiện tại mình chia sẻ luôn là đây là cái giá trị của chiếc máy này, mình sau khi về tay mình lắp đặt xong thì nó rơi vào tầm khoảng 2,5 triệu. Đó là mình là người mang về, mình mua về chứ không phải là mình nhờ người ta đến lắp. Đó, đây là cái giá trị chiếc máy này. Và sau đây là mình sẽ chia sẻ cho mọi người cái cách để chúng ta lắp. Thì tất cả những cái đường ống của các tòa nhà bây giờ đều sử dụng nước và chúng ta không cần phải đi ra để nhờ người ta khóa nước. Đó là luôn luôn thiết kế một cái van có khóa nước sẵn ở đây mọi người nhé. Mình zoom cho mọi người xem này, đây là chiếc van khóa nước, chúng ta chỉ cần xoay sang bên phải thôi là ngay lập tức dòng nước chảy nó đã ngăn. Đấy, sau đó thì người ta đã cho mình một cái T. Cái T này mình nối từ cái T và một đầu thì mình sẽ ra để đi vào bình lọc nước, đi vào cái máy lọc nước này. Tuy rằng nó không có điện nhưng mà gọi là hệ thống lọc nước nhá, chứ không nói là máy thì vẫn là gọi là máy, nhưng mà thực ra là nó không dùng điện, lọc UF mà mọi người nhá. Đó, sau đó thì chúng ta sẽ đi vào trong cái đồng hồ áp này. Đấy, thì nó sẽ có nước vào đồng hồ áp, vào cái T đầu còn lại sẽ vào lại cái vòi rửa lúc đầu. Đấy là cái rất là dễ sử dụng như vậy. Chiếc máy UF này thì nó có một thêm một chức năng, đó là xả cặn, xả đáy mọi người nhé. Thì mình đã để sẵn một cái van đây để mà sau một thời gian thì nó bẩn hoặc có cặn thì mình sẽ xả ở đây để cho nó ra. Nhưng tất nhiên là cũng không cần xả ngay, bởi vì nếu như máy mới thì nó cũng phải dùng một thời gian dài dài chúng ta mới xả một lần, chứ không phải ngày nào chúng ta cũng đem ra xả. Đó, thì là sau khi vào máy thì nó đi qua các quả lọc, và cái quả lọc quan trọng nhất là quả lọc UF ở bên phải, ở bên trái kia mọi người, có cái van xuống dưới đây. Rồi sau đó nó sẽ đi ra được một dòng nước sạch và đưa vào cái quả lọc khoáng này để làm ngọt nước ấy. Rồi chúng ta sẽ đưa sang cái dây ống trắng này là nước thành phẩm để mà ra bên ngoài này sử dụng mọi người nhá. Đây, sau khi lắp xong thì nó sẽ ra như thế này mọi người. Đó, đây là nước ở trong cái máy lọc UF mình vừa lọc ra rồi nhá. Rồi bây giờ mình sẽ cho các bạn xem, đây là nước ở bên, đây là vòi chính, tức là đều có nước sau khi mình lắp xong. Đấy, thì không bỏ lại cái ống nào cả, đó là khi mình lắp cái T vào đây thì nước vẫn có ở đây, và bây giờ đã có thêm một cái nguồn nước nữa, đó là nước qua lọc. Đó, nước này hoàn toàn có thể uống được mọi người nhá, mình cũng đã uống thử rồi, rất phù hợp, nói chung là ok, không quá khó uống, nó rất là ấy, và để nấu ăn các thứ gì rất hợp lý. Hiện tại thì mình đang để áp ở cái này, nó rất là nhỏ vào
để cho nó ra cái lượng nước ít thôi. Đấy, mình để áp vào rất nhỏ cho nó ít thôi. Đấy, nhưng hiện tại cái dòng nước này áp của nó đang là 4 kg trên 1 cm khối nhá. Đấy. À, trên 1 cm vuông thì là hiện tại đang áp của nó đang 4 cân, nhưng mà áp này là nó do của dòng nước chính nên là lúc lên lúc xuống không đấy. Còn nếu như chúng ta có thể cho căng hơn, nhưng mà mình thì mình để như vậy thôi, không nên cho căng hơn làm gì. Cái đây nó cũng là một cái để cho cái hệ thống lọc nó ổn định. Nếu chúng ta đưa áp căng quá vào trong thì cái quả lọc này nó đầu tiên nó sẽ bị khi nó mới thì không sao, nhưng khi đóng cặn thì chúng ta để áp căng quá thì nó sẽ không tốt, nhưng tất nhiên nó vẫn hoàn toàn chịu được nha. Đó, mình đã lắp xong và bây giờ mình quay lại một, tại vì chỗ này hơi vướng cái thùng rác nên là mình sẽ quay ở đây cho mọi người xem nhé. Sau khi hoàn thiện nó như vậy, còn cái cách lắp đặt thì cũng không có gì là khó mọi người ạ. Cách lắp đặt thì dễ thôi, mình chỉ cần đưa vào trong đó, mình cố định vị trí nào đấy là sau đó thì mình vặn các đường ống vào thôi. Thì cái máy này nó cũng không có nhiều đâu, nó chỉ có một cái đường nước vào, đó là mọi người quan sát nhé. Ở sau cái T này, đây là cái đường nước vào mọi người nhé. Đấy, cái ống này là lấy từ cái T ra. Cái T nó ra một cái van khóa ở đây. Đó, cái khóa này sau đó đi vào đây và nó đi qua máy rồi nó ra, tức là chỉ có một đường ra, một đường vào và đường ra. Đó, cái đường vào là đường water inlet này, và đường ra là đường ra sau lọc là đường màu trắng này. Đó, chúng ta chỉ cần cắm một cái ống nhựa vào đó, sau đó cắm vào cái vòi ra nước là xong. Đấy, ngoài ra shop còn cho thêm cả băng tan này. À, cái cối để cái dụng cụ để chúng ta thay quả lọc. Đấy. Thân người ạ. Nó là như vậy. Và đây cũng có một cái để chúng ta có thể gắn lên trên. Và mình không dùng đến nên mình để đây. Khi nào cần thì mình lấy dùng, còn hiện tại mình lắp như vậy là mình thấy ok rồi. Hợp lý rồi. Và mình sẽ cho mọi người xem tại sao mình lại phải lắp máy lọc nước nhé. Bởi vì khi mà mình ở mới được có một thời gian hơn tháng, 2 tháng gì đấy thôi mà nước mà như vậy này. Đó, mình đã phải đổ nó tận gần này 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 luôn mọi người ạ. Đó, nên là mình sẽ dùng phương pháp kia là nó hợp lý hơn mọi người nhé. Rồi, ok, cảm ơn mọi người đã theo dõi video.